Hai, xin mến chào quý cô chú, anh chị, quý vị, các bạn. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trên con đường Ông Bích Khiêm ở Đà Nẵng. Thì chỗ em đang đứng là trước cổng của chợ Cồn. Thì hôm nay xin mời quý cô chú, anh chị cùng song hành với em qua một đoạn clip. Mình sẽ đi tham quan và khám phá chợ Cồn, xem ở đây bà con mua bán và sinh hoạt như thế nào nha. Đây là phía trước cổng của chợ Cồn này, quý cô chú, anh chị. Thì khu vực phía trước này thì bà con giữ xe rất là đông ha. Đường này là đường ông Ích Khiêm phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Xe của khách đi chợ đó rất là đông, giữ gì dài đây ha. Bên đây thì bán trái cây nè ha, sầu riêng, bưởi, đủ đủ, bán đủ loại trái cây hết trơn luôn, rất là tươi ngon. Trước bên đây thì bán hoa. Wow, quá trời bà con đang lựa đồ ở khu vực phía trước này luôn, đông khủng khiếp luôn quý cô chú anh chị. Quần áo rồi mỹ phẩm ha, rồi bán trang sức, các loại mặt hàng, quá đông. Phía trước này thì bán đồng hồ, trang sức rồi nè ha, rất là đẹp. Bên đây thì bán vớ. Bà bán gì hả bà? Khoai. Khoai hả bà? Ờ. Ủa, khoai gì lạ vậy bà? Khoai đường, khoai ngò. Khoai đường, khoai ngò. Dạ. Cái lớp trên mặt, lớp trắng trắng đó là lớp gì bà? Dừa. Lớp dừa ha. Dạ. Nhìn rất là lạ luôn. Bà bán lâu chưa? Lâu rồi chứ. Dạ. Bà ở ngoài đây luôn ha. Bà người Đà Nẵng luôn ha. Dạ. Chợ bên đây sớm ghê ha. Sớm giờ bà bán được không? Ế mà ngoài người ế. Ế ha, dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Cảm ơn con. Dạ. Bên đây đông ghê luôn. Chính giữa này bán quần áo rất là nhiều, hai bên thì bên kia bán trái cây, nguyên khu chợ trái cây bên đó ha. Nói chung là đồ rất là xịn tên, rất là nhiều bạn trẻ đi mua lựa đồ ở trong đây. Giá này cũng rất là rẻ nha, 10.000 có, 15.000 có. Phía trước bên đây thì bán đồ chén dĩa đồ thủy tinh rồi nè.
Ôi, phía trước này quá trời đông bà con lựa ở đây luôn. Này bán các loại bánh ha, rồi ăn bánh bía. Nhân kết 10.000. Ồ, bà này bán quá chừng khô luôn nè. Hi, xin chào. Chị ơi, em bán một loại chị ơi. Nó cao giá không biết em. Dạ. Quay cái mô hả? Dạ, quay cho bà con trong và ngoài nước xem. Dạ. Phía trước này thì bán ớt khô, phơi khô, ớt sấy và bột ớt, tiêu đồ quá chừng luôn. Bánh tráng nè. Nước. Dạ. Tí nữa bạn muốn được một chút ăn cái pin tí à. Ồ. Oh, nguyên cái gian hàng qua đây là khu ẩm thực này quý cô chú anh chị. Wow. Quá trời món ăn gì dài phía trước là luôn. Phở nè, phở gà. Đồng khủng khiếp. Bên này bán khô bò, khô mực đồ quá chừng luôn. Học vịt lộn rồi nè, trứng cút lộn. Quá trời tấp nập. Ôi, còn trong đây nữa nè. À, nguyên gian hàng uống còn trong đây rất là nhiều. Trời ơi, quá khủng luôn.
cháo lòng. Đây là cháo lòng bà mập. Đây bán chè ha. Quá trời đồ ăn gì giờ đây luôn. Rất là nhiều thức ăn ha, món ngon. Khô, các loại khô. Đây, khu vực phía trước này thì bán quần áo rồi. Phía trước này có bán rau củ luôn nữa nè. Đây bánh chè. Bánh bột lọc. Hey.
qua tôi. Khu vực phía trước này là bán rau củ. Trời ơi, ở đây có bán giống như là giò luộc sẵn rồi đó. Dạ. Khu này là khu chợ thịt. Khu chợ thịt rất là nhiều. Dạ. Dạ quay chơi cơ. Dạ không có chi hết. Dạ. 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 Dạ chợ còn á. Dạ. Dạ. Dạ dán à ít à. Dạ. Cô bán đây ha. Dạ. Bán lâu chưa cô? Ờ cái đó gì ngon quá vậy? Giò bò luộc sẵn vậy hả? Hay quá vậy ta. Dạ. Dạ không, trong con không thấy cái này. Trời ơi, dạ. Con muốn con mày thấy hết con dư cho em. Dạ. Còn 5 sẵn mắm rừng ăn thì. Em cái dạ. Năm kia. Năm 7 với 50 lấy đi. Năm 7 50 ha mà đi. Để con cảm ơn cô nha. Dạ. Chợ bây giờ thì là buổi chiều nha quý cô chú, cho nên là bà con đi mua thịt cá không có đông. Khu dưới đây bán tôm cá rồi rất là nhiều. Cá nè, cá bóp. Bên đây bán mực, cá biển rồi rất là nhiều ha. Khu vực phía trước là nhà vệ sinh. Phía sau này thì bán rau củ rồi rất là nhiều luôn nè. Dạ đây tái liền. À, xin chào. Dạ. Sáng giờ mình bán được không? Dạ. À, xạo của cô Thu Hương ha. Dạ bán rau củ.
Dạ con ở miền Tây. Dạ nhưng mà con lên Sài Gòn rồi con mới bay ra ngoài đây. Dạ. Ví dụ bây giờ cô muốn đi vô đi Vũng Tàu cô bay đi về Sài Gòn cô mới đi qua Vũng Tàu. Dạ. Vũng Tàu xa hơn Sài Gòn hay sao? Dạ từ Vũng Tàu cách Sài Gòn khoảng 130 mấy cây số. Dạ đi khoảng 3 tiếng mấy á. 1 tiếng mấy. Dạ đi khoảng tầm khoảng nếu mà chạy lẹ là khoảng 3 tiếng hoặc là 3 tiếng mấy nếu mình đi xe máy á nha. Dạ. Khoảng 130. Bây giờ cô muốn đi Sài Gòn mà bây giờ đi đến Vũng Tàu á. Dạ. Thì tức là ý cô muốn hỏi là đường xá nó dễ đi không? Dạ dễ. Nói chung mà đường có qua cầu đồ chứ không? Dạ có nếu mà dạ qua đèo thì gì? Dạ ít lắm, qua đèo thì ít, gần ở ngoài Vũng Tàu mới có đèo, còn ở trong đây thì Sài Gòn chạy ra. Dạ đúng rồi, không có đèo. Dạ nếu mà dịch như vậy đi chưa được đâu, cô sợ lắm. Dạ đẹp chứ dễ sợ lắm cho con kính chào thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ chào các cô gái miền Tây nha. Dạ miền Tây sông nước. Cô là ở ngoài đây luôn hả? Ở đây. Dạ quê ở ngoài Đà Nẵng luôn ha. Đẹp quá. Có chồng con gì chưa cô? Rồi con. Yeah. Nhưng mà bây giờ có ông nào mà có ông nào mà bây giờ bỏ đồ hoặc là ly dị giờ ra lăng cho cô. Khăn luôn. Ở đây là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 7 giờ tới 7 giờ tối con. Dạ. Là 7 giờ tối là bắt đầu người ta đóng cửa là hết hay sao cô, hay là tại cô? Dạ. 7 tối nha, bắt đầu đóng cửa hết cho mình mà chuẩn bị đóng cho mình. Dạ. Buổi sáng chắc con nghĩ là người ta đi chợ cá, chợ thịt, chợ rau đồ đông hơn buổi chiều đúng không cô? Buổi sáng đông. Chiều thì vắng ha, chiều thì con thấy bên quần áo bán đông lắm. Chiều thì con đi ra chỗ hàng ăn, với chỗ hàng bán đồ bành là đông. Dạ. Nãy con đi nghe vòng bên đó con thấy quá chừng đông luôn. Cái con đi qua đây cái con thấy vắng hoe. Dạ. Đi ra ăn đi ra đó có nhiều thứ để ăn. Dạ. Hồi nãy con mới ăn bên đầu chợ bên đây nè, ăn bún gì á. Xong rồi đi vô đây mới phát hiện ra quá trời món ngon luôn. Dạ. Ngày mai vô chợ nè con chọn vào lúc 4 giờ người ta mới ra. 4 giờ ha. 4 giờ người ta mới ra. Dạ. À, bán đồ ăn đó đúng không cô? Đúng rồi. Dạ 4 giờ. Dạ. Tầm 4 giờ là con ra con ăn món gì cũng có. Dạ. Nãy con đi vòng đó. Lòng bò. Lòng bò là người ta làm dạng chảy nước mắm tương rồi đó. Dạ. À, rồi mực hoặc là đủ thứ. Dạ. Hồi nãy con đi ngang quá trời hấp dẫn luôn mà mới ăn rồi nên hơi no. Dạ. Con đi với ai đi mình à? Dạ con đi với bà xã với con. Dạ đang ngồi ở bên kia chơi bánh á. Dạ. Con đi du lịch chơi rồi biết hả? À? Dạ. Dạ đi du lịch chơi. Dạ. Tối á con đi xuống cầu sông Hàn á. Cầu sông Hàn hả cô? À. Dạ. À, tí nữa tầm khoảng tối cái cầu sông Hàn mới đẹp. Dạ. Nhiều màu sắc lắm. Dạ. Rồi cầu rồng đẹp không cô? Cầu rồng là nè cầu rồng cuốn nước là thứ mấy đi chủ nhật ạ? Thứ bảy là tối mai đi cầu rồng. Dạ. Là phun nước. Tối nay đi cầu sông Hàn thì cách cầu rồng với cầu sông Hàn cách nhau có chút. Dạ. Đi luôn cho biết, còn muốn qua phun nước là tối mai. Tối mai mới có ha. Dạ. Rồi có phun lửa không cô? Có. Lửa đồ gì cũng có hết. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe mua bán đắt nha. Dạ. Ở đây là có. Dạ. Là đây quá ạ. Dạ. Đây cái mở mình mở ra đài mua mình mới xem được. Dạ con lên trên mạng, lên YouTube. À. YouTube á. À là hồi con mở ra là có ạ. À. Dạ chắc mai con mới lên kịp. À. Dạ. Hả? Cây chợ. Có hỏi cây nhỉ? Cây chay à, cây YouTube đó. À, YouTube à, kênh là Khám Phá Vĩnh Long. Ừ. Mấy anh Long rồi. À, lái chữ nó đi tiện cây đi hỏi anh nó thử diễn mà. À. Đây đi. Mấy cô đi chợ hay là bán ở đây? Bán ở đâu đó. Dạ dạ. Sao yếu mà yếu rõ ghê, yếu đẹp ghê. Dạ. Chào mọi người lên YouTube. Dạ lên YouTube kênh Khám Phá Vĩnh Long.
Dạ. Ấm Pháp Bình Long à. Dạ. Ấm Long có phải không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Dạ. Cô quá chị xinh mà dễ thương luôn. Bên đây có cô bán dao nữa nè. Dạ. Dạ. Đây. Vô luôn. Ủa đây hả? Dạ, bên đây thì bán tạp hóa ha. Dạ. Dạ. Hôm nay hoa chứ chị bận lắm, chị đang bận. Dạ. Rồi rồi, đây là rồi, chị học. Cảm ơn chị. Cô nãy quá chừng thân thiện luôn. Vui vẻ cô chú. Giờ này cũng có một số bà con người ta đóng cửa nè. Đi ra ngoài đường ngoài đây xem tình hình như thế nào. Đây bán hành tỏi. Trước này có đường vô nữa nè. Dạ. Dạ quay chơi. Dạ. Khu vực này là các tiệm tạp hóa bán bánh đồ rất là nhiều. Giờ chiều bà con đang dọn hàng vô. Rồi đi hẳn cái mình ra lại khu chợ bán quần áo rồi nè. Rất là đông ha. Thì cô bán rau củ nãy chia sẻ thì tầm khoảng 4 giờ là cái gian hàng bán đồ ăn á là bắt đầu là ra bán đầy đủ á. Nếu quý cô chú anh chị mình có đến đây ha thì muốn ăn uống thì ra vào lúc 4 giờ hoặc là có thể sau 4 giờ thì ra trước thì không có đầy đủ. Ngân hàng rồi bán đồ ăn nha. Hãy
ơi, hello. Cầm đây dạ. Ủa quay chỗ này chưa? Quay rồi. Đông quá vậy? Đông ghê ha. Vui không? Chả vui không? Cũng vui. Nãy kia có cô bán dao nói chuyện vui lắm. Hả? Xe của mình mới dắt ra ngoài lề đường rồi kìa. Rồi sao? Bây giờ mình qua lấy thôi chứ sao? Ờ, chào kết thúc luôn. Ừ, quay hết chưa? Quay vòng nhưng mà cái khu chợ Rao Hịch đó thì buổi chiều cho nên là người ta đi không có đông. Bữa nào mình sẽ làm một cái clip chợ này vào buổi sáng đi. Rồi bù đó làm sao? Ok. Rồi đến đây gia đình nhỏ tụi em cũng xin phép được tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Xin mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye. Kìa cái xe mình nó để ủa mất tiêu rồi. Hết nghe kia nó nghe. Quán nó nghỉ hả?